ca vướng kiếp nạn mẹ chồng online khi ăn có vài miếng bánh tráng mà cũng bị nhắc nhở không tốt cho mẹ bầu. Có bầu ăn vừa thôi em nóng, bà ăn xíu cho fan vui, fan kỳ công gửi á. Jin Tuấn Kiệt bị nói kém tinh tế khi nằm đó để vợ bầu lại đút ăn. Ngon quá nè, anh ơi, ăn không anh? Chưa còn nè. Để đút cho Jin Tuấn Kiệt miếng. Ý là sao ông Jin không tự bước lại ăn? Vợ có bầu mà nằm đó sai vợ. Puka chăm sóc Jin giỏi thiệt. Puka nhiều lần thể hiện sự chăm sóc tận tình cho chồng. Ở nhà chuyện bếp núc là một tay nữ diễn viên. Nói thèm ăn phở quá, cũng nấu được nồi phở cho ăn. Cơm sườn, cơm tấm nữa là món tủ luôn. Là nói thèm quá là ấy ướp sườn làm cơm tấm tại nhà luôn. Ngon quá. Hộp là tinh túy á. Chỉ đơn giản là khoảnh khắc ngồi mukbang vài miếng bánh tráng trộn, nhưng Puka liên tục bị cộng đồng mạng nhắc nhở là không nên ăn vì bánh tráng rất nóng, không tốt cho mẹ bầu. Tuy nhiên người xem có thể thấy Puka chỉ ăn số lượng ít chứ không phải mukbang nguyên bịch. Người xem còn chú ý đến khoảnh khắc Jin Tuấn Kiệt nằm ở sofa để vợ mang bánh tráng lại đút ăn. Người xem cho rằng nam diễn viên thiếu tinh tế và không ga lăng dù vợ đang mang bầu. Đáng lý anh phải đút cho Puka chứ không phải ngược lại. Số khác lại cho rằng vợ chồng như vậy rất bình thường, chăm sóc lẫn nhau cũng đâu có gì sai. Chỉ là một khoảnh khắc không thể đánh giá được. Nếu theo dõi cặp đôi sẽ biết trong nhà thì Puka là người đảm nhận vai trò nấu ăn và chăm sóc gia đình. Trong nhiều video phỏng vấn, Jin cũng thừa nhận tài nghệ nấu ăn của vợ. Thậm chí nếu anh thèm phở hay cơm tấm thì bữa sau là có ăn liền. Cô có thể nấu được rất nhiều món từ Á sang Âu, không có gì làm khó được Puka. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc xuống bếp của mình. Có thể thấy Puka rất chăm chỉ chế biến món này món kia cho chồng ăn. Những bữa cơm do cô nàng chuẩn bị cực kỳ thịnh soạn. Trong một cuộc phỏng vấn, Jin từng tiết lộ gu của anh là phụ nữ giỏi nấu ăn. Gặp được Puka đúng là như mong ước. Không chỉ nấu ăn ngon mà nữ diễn viên còn rất khéo tay. Dịp Tết 2024, Puka khiến dân tình bất ngờ khi trổ tài gói bánh tét đúng chuẩn gái miền Tây. Không biết sao bữa đó gói bánh hay cột bánh gì á, mấy cô mấy bác mấy chị của tôi cũng khen tôi gói đẹp cột đẹp hết trơn. Không biết thương khen cho vui hay là công nhận tài năng thiệt nữa. Bên cạnh đó, người đẹp rất giỏi khoản chăm sóc người bên cạnh mình. Trong nhiều khoảnh khắc có thể thấy Puka tận tình chỉnh sửa quần áo cho ông xã. Dân tình nhìn mà còn ghen tị với Jin. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cộng đồng mạng đánh giá là chỉ mỗi Puka là người chăm sóc, chiều chuộng chồng, còn Jin thì vô tâm với vợ. Nếu theo dõi cặp đôi sẽ biết, Jin Tuấn Kiệt là người chu đáo, quan tâm và cưng chiều vợ số 1. Đến chuyện ăn uống mà nam diễn viên cũng đút tận miệng cho vợ. Thế này mà dân tình còn nghi ngờ cách đối xử của Jin và Pu nữa thì chịu thua. Trong nhiều khoảnh khắc cả hai xuất hiện trước truyền thông, Jin Tuấn Kiệt cũng không giấu được ánh mắt yêu thương, cưng chiều dành cho vợ. Dù cưới nhau đã gần 1 năm và yêu nhau gần 5 năm nhưng cặp đôi vẫn giữ được sự ngọt ngào, tình cảm y như ngày đầu. Chuyện tình của Puka và Jin Tuấn Kiệt khiến dân tình nhiều lần phải ganh tị.